Hello, xin kính chào quý cô chú, quý vị khán giả thân mến. Hôm nay em xin chia sẻ một cái đoạn cũng được rất là nhiều cộng đồng mạng họ chia sẻ về cái đoạn ghi âm của em Diễm My đứng lên mà quay xe lại với bên tỉnh Thất Bồng Lai. Mời quý vị khán giả cùng nghe cái đoạn ghi âm này nha quý vị. Rồi mời quý vị khán giả cùng nghe nha. Đó là về cái video của em Diễm My, cái đoạn mà thoại của em Diễm My. Thì khán giả đây thì nhiều người lắm, nhiều người đặt một cái câu hỏi rất lớn, tại sao trước mà bên Diễm My là bên bên thầy ông nội với ông Lê Tùng Vân đó, với cái đám mà trọng gia sư đó đó, thì giờ tại sao mà quay lại nó ngược lại? Và bây giờ em xin nói cho quý vị cùng nghe theo em nha. Cái video này á, là những cái đoạn âm đó đó, những đoạn mà ghi âm đó đó là được cắt ghép từ những video trước, họ cắt ghép và nói chung là cũng còn chưa được mượt lắm, nghe chúng ta nghe để ý kỹ là chưa được mượt lắm, dắp dắp vài chỗ. Và chắc chắn một điều thì nếu mà em Diễm My ra thì chưa không bao giờ mà là nói xấu bên bên cái tà âm này đâu, đang còn u mê lắm quý vị ơi. Và nếu mà có ra mặt thì cũng phải từ từ, và em cũng đoán dự đoán rằng chắc cũng công an hoặc nhiều khi người ta điều tra, người ta đã tìm ra Diễm My rồi mới im đi chứ. Quý vị biết không, nếu mà cái người nào đã mất tích đã chết rồi, công an phải tìm thấy xác đó, chết mà mấy chục năm công an còn tìm ra, mà bây giờ hiện tại giờ thấy còn ổng gầy, Diễm My cũng đăng clip mầm mà tại sao trong có 1 năm mà không tìm ra, đúng không quý vị? Mà cái đám trọng giả sư thì nó cũng dám làm gì đâu. Nếu mà Diễm My mà có bị mất tích này là bị không còn nguyên vẹn như cái anh mà anh hiệp sĩ Dubai đó anh nói á, thì cũng không có được yên đâu. Tại vì bây giờ mấy ảnh đã ba chín ba tội, còn thêm với cái tội mà Diễm My không còn nguyên vẹn thì cũng chết thêm đó, đúng không? Thì bất quá là có nhầm khi cũng giam giữ này kia thôi, thì cũng lụm lo này kia, cũng lụm èo này kia em Diễm My rồi. Thì chắc cái cuộc đời của em Diễm My này mình cũng cảm thấy là nó cũng không được tốt đẹp gì mấy trong cái giai đoạn mà ở với tỉnh Thất Bồng Lai đâu. Và mấy cái người mà ở ở đó thì chỉ mà đam mê cái sắc dục thôi,
còn cái chuyện mà làm hại với em Diễm My thì chắc không có đâu quý vị ơi. Là cô Diễm My này cũng u mê rồi, nếu mà dạng như cổ bị vậy rồi cũng la lên rồi, làm gì mà ai bắt được cổ đúng không? Mấy ông này có gan cần trời cũng không dám làm gì nữa. Từ dạng như là Diễm My phải tự nguyện hoặc là bị dạng như là u mê cái gì đó thôi, chứ dễ gì mà khi mà ra đây mà chửi như vậy. Những cái đoạn đó lần là ra là tố cáo cha mình, chửi cha mình đó, mấy cái đoạn đó là video trước quay rồi cắt ghép lại thôi đó, mấy cái chữ mà Lê Tùng Vân trên Tóc Online á, mấy cái từ đó là ghi cắt ghép vô thôi chứ không có đúng, không có đúng với những cái lời mà Diễm My nói đâu. Rất là nhiều người người ta cũng tin đúng không, ta tin, ta nói bên phe dạng bên phe chính nghĩa thì họ tin là cái clip này là Diễm My đứng lên tố cáo bên cái đám ông Lê Tùng Vân, nhưng mà thật sự thì không phải gì đâu, em đoán là 90% là đoạn này cắt ghép, tại vì em làm phim em biết mà, mình nhìn vô là cái biểu đồ, ví dụ mà đăng cái âm vực không, âm vực là cái biểu đồ trong cái giọng nói trong cái video mình quay mình dựng lên mình thấy mình biết đó. Và em cũng tin rằng công an cũng khi họ cũng đã tìm ra rồi, và họ cũng đã gửi Diễm My đó, là cũng giống như là trấn an tinh thần lại từ từ cũng điều tra ra thôi, không sớm thì muộn đâu. Và bây giờ thì cái vụ việc của bên Tà Am đó thì bây giờ mới nổi lên một anh chùm, anh lãnh chúa mới, anh gọi là gì, lãnh đạo mới, người ta kêu bằng gì ta, giống như là cầm đầu đó quý vị. Thì anh cái anh mà một sẹo đó, anh một sẹo 3 tỷ đó, thì mới quay lên mấy chú tiểu đưa lên ha, giờ cũng đưa lên, bây giờ đưa lên kênh khác rồi, không đưa lên kênh chú tiểu mà đưa lên kênh khác rồi, cũng kêu gọi vận động này kia ha. Và có một cái em bé nào đó tên gì Tâm quên tiêu rồi, thì cũng gọi cái cô Trân Ngọc Sơn là mẹ nhớ quý vị đó, thì cũng chia sẻ cho quý vị các bạn khán giả cùng biết. Thì nói chung là bên chuyện của Thiền Am thì rất là nhiều chuyện để nói rồi, chúng ta biết những cái câu chuyện đó YouTuber họ đưa lên rồi thì em nói, nhưng mà em chia sẻ như quý vị khán giả cái đoạn mà Diễm My đưa lên bóc phốt giống như là kiểu là quay xe đó với mà gia đình của ông cu nặng này, ông Lê Tùng Vân này. Và bây giờ giống như là bên cái nhóm mà Thiền Am này họ cũng rất là bất đồng với cái câu chuyện mà sao, tại sao giống như sĩ thoát mà ông không thoát đó. Bây giờ cái vụ từ thiện ăn chặn đó quý vị, thì mấy bọn nghệ sĩ thì họ thoát rồi, họ trắng ngán đó quý vị. Mà nhưng cái mà những cái hệ lụy họ để lại thì trong lòng khán giả thì không bao giờ, mà đối với em thì em không bao giờ em tha thứ cho những cái hành vi đó đâu. Họ đã chết trong lòng khán giả rồi. Và bây giờ những cái nơi họ diễn hoặc là những cái nơi, những cái video họ đưa lên trên mạng thì chúng ta cần nên tẩy chay đi, để cho cái bọn này nó sớm mà nó không có diễn được, nó không có dạng là không có kêu gọi, không có ủng hộ người ta về bảo lũ, nó không có lợi dụng nữa quý vị. Em tin vậy thôi, chứ còn em cũng tuân thủ theo pháp luật, em cũng đồng ý đồng tình với bộ công an, nhưng mà đối với em thì em cảm thấy họ không có minh bạch, chưa rõ ràng, em cảm giác thấy vậy thôi đó. Còn quý vị thấy gì sao, xin để lại ý kiến và bình luận nha. Và bây giờ xin chia sẻ video ở đây thôi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.